Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 31 tháng 1 năm 2023 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 31 tháng 1 tăng giảm trái chiều trên thị trường thế giới. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta trên sàn London ở kỳ hạn tháng 3 năm 2023 đảo chiều giảm nhẹ 16 USD trên tấn với mức giảm là 0,78%, xuống mức giao dịch là 2037 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2023, giá cà phê giảm đi 6 USD trên tấn với mức giảm là 0,3%, xuống mức giao dịch là 2010 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giữa tháng 3 và tháng 5 trên sàn London tương đương với mức giá là 47.500 đồng và 46.800 đồng một kg. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York vẫn duy trì đà tăng trong phiên trước đó. Ở kỳ hạn giữa tháng 3 năm 2023, giá cà phê tăng 0,5 cent trên bao với mức tăng là 0,29%, lên mức giao dịch là 170,4 cent trên bao. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2023, giá cà phê cũng tăng 0,5 sen, lên mức giao dịch là 170,55 sen trên bao. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Hai diễn biến trái chiều với cà phê Arabica tăng lên mức cao nhất trong một tháng. Những lo ngại về nguồn cung cà phê Arabica nhỏ hơn đang hỗ trợ giá cà phê. Von Cà Phê cho biết, do cây cà phê ra hoa yếu ở vùng trồng cà phê Minas Gerais, họ đã cắt giảm ước tính sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2023-2024 của Brazil xuống 40,5 triệu bao, từ mức dự báo là 49,8 triệu bao trong tháng 7. Sức mạnh của đồng đô la thứ hai đã hạn chế mức tăng của giá cà phê. Một yếu tố giúp giá cà phê Arabica duy trì đà tăng trong phiên vừa qua là báo cáo ngày 16 tháng 1 từ Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê của Brazil cho thấy xuất khẩu cà phê nhân năm 2022 của Brazil đã giảm 2,7% so với cùng kỳ xuống 35,6 triệu bao, mức thấp nhất trong 4 năm. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận giá cà phê trong nước điều chỉnh giảm 300 đồng trên 1 kg ở các địa phương. Sáng nay, giá cà phê trong nước thu mua trong khoảng 42.200 đồng tới 43.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua quanh mức là 42.300 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, ghi nhận ở mức là 42.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga thu mua ở mức là 42.900 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, sáng nay thu mua quanh mức là 42.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Yagrai thu mua với mức giá là 42.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông, mức giá là 42.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa thu mua với mức giá là 42.800 đồng 1 kg và khu vực huyện Đắk Lấp mức giá là 42.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, giá cà phê sáng nay là 42.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê sáng nay được thu mua quanh mức 42.800 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 43.000 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh thu mua với mức giá là 43.100 đồng 1 kg. Trên thị trường tự do, giá cà phê sáng nay được thu mua quanh mức là 42.700 đồng tới 42.900 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê trên kênh Phụ Nữ TV của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.